nhìn bạn bằng ánh mắt như thế nào, mà hãy xem con bạn nhìn bạn bằng ánh mắt như thế nào. Cuộc đời rất là vất vả, có nghĩa là giống như kiểu là ông trời cướp hết đi của mình tất cả. Rồi tôi bắt đầu đi tìm công việc khác, tôi bán quần áo, tôi bán mỹ phẩm, tôi thất bại rất là nhiều. Khi bạn nghĩ mọi chuyện là chuyện nhỏ thì bạn sẽ cao hơn vấn đề. Và khi bạn cao hơn vấn đề rồi, chẳng có vấn đề gì có thể cản trở bạn được. May mắn tôi gặp sếp Đậu Thị Trinh. Thật sự sếp thay đổi cuộc đời của tôi, cho cuộc đời của tôi sang một trang mới. Sếp tạo cho tôi động lực, cho tôi cơ hội để tôi có ngày hôm nay.